Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay lại kênh Sang Ma Vlog của mình nha. Thì cả nhà thì hiện tại bây giờ là mình đang ở cái nơi mà ngôi mộ gia tộc của người. Thì mấy hôm nay thì ba anh em thì đi riêng hết thôi. Tại vì đi chung thì đông đảo quá thì cái hiện tượng nó không có nhiều. Thì muốn cho mọi người một cái thể loại phim chân thật nhất cũng như là rùng rợn nhất thì mấy anh em quyết định đi một mình. Thì cái nơi cái mộ gia tộc mọi người thì mình cũng quay đây đã 2 tập rồi, cũng thấy khá là nhiều hiện tượng tâm linh mạnh. Thì hôm nay thì mình quyết định mình đến đây thì cũng như là những câu nói của mình những lần trước thôi, nơi nào có hiện tượng thì mình đã đến thôi, chứ không phân biệt là chỗ mới hoặc chỗ cũ. Thì mình mỗi ngày vẫn đi tìm những chỗ mới quay cho mọi người xem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong và đặt camera cũng như là lựa một góc nào đó có thể là thấy rõ nhất cho mọi người xem nha. Thì như 2 lần trước thì mình đến đây và cũng như đốt nhang và đốt đèn cầy thôi. Thì hôm nay thì mình quyết định đem mua số bánh để theo cúng với vài lá bùa thôi. Ok, thì mọi người nhớ ủng hộ mình nha, theo dõi mình nha mọi người. Ok, dành đi thôi mọi người. Đấy nè, cái con đường này nói chung là cũng khá quen thuộc cho mọi người ha. Thì trời hiện tại đang chớp nhá, cũng muốn đổ mưa, muốn chuyển mưa mọi người. Nhưng mà hôm nay mình đặt camera trong cái nhà mộ này thì cũng đỡ cái là có chỗ che, cũng không có ngại. Này không có gió luôn á. Dạ. Vừa đèn lát vừa đèn pin ở ngoài nữa mà sao mà vẫn thấy tối ta. Đây có cái võng nè, mấy lần trước đến không có võng, chắc bạn nghĩ là cái võng này là mấy người làm rẫy tây văn nằm nghỉ trưa. Thì mỗi lần mình đặt camera góc đây xéo bển, nhưng hôm nay quyết định đặt một góc khác rằng hơn, dễ quan sát hơn nha cả nhà. Thì một lần mình đặt ở đây nè, quay qua đây, nhưng mà mình định lần này á mình sẽ đặt từ chỗ này nè, quay ngược ra góc này. Ok, bây giờ mình sẽ
tạm tắt camera ban đầu và sắp xếp vị trí đặt cũng như là nhang đèn nha mọi người. Cái nhà mồ này lạ, nghe thấy không? Một ngôi mộ, một cũng có nhà mồ này đó. Bên đây cũng có cái nhà mồ, một ngôi mộ luôn. Mình định sẽ đặt cái góc đó. Quay lại cho quay luôn hai cánh cửa này, quay thẳng đi trên đây, quay thẳng đi phía bên đây nè. Đó. Tại bọn lần đặt xéo xéo nó xa xa không à? Con mèo đen, con mèo. Ok, mình sẽ tắt camera nha. Ok nhà ơi, mình đã bày này sẵn rồi nè. Bây giờ mình sẽ vô cổng ấy nha. Nên mình đốt đèn, đốt nhang theo cái đốt đèn theo kiểu là hình tam giác nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xé bánh ra. Nước vô ly. Để mình đến lại camera mình có thấy được đó, thấy rõ chưa? Mình lo đất bùa nha. Rồi, nói chung cũng khá là sáng. Khá là ok rồi. Rồi, chúng ta đốt bùa thôi. Đốt bùa xong mình cầm camera phụ đi ra ngoài luôn. Ừ.
Rồi. Để cái con ra phụ coi. Mà thấy không? Trong này là tháng chân người thấy không? Đó. Rồi. Lấy cái túi vậy. Sinh năm 1961. Cái này 4 tháng 1. Hưởng 23 tuổi à. Mộ nó 23 tuổi rồi ta. Sao 7 tuổi. Năm 7 tuổi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Tiếng mưa dữ. Ok, bây giờ mình sẽ tạm tắt camera này, mình đi ra lộ ha. Mình sẽ chuyển camera qua bên kia nha mọi người. Đây là lộ của cái bên đó nè. Bên tối này ngoài lộ rồi nè. Mình chuyển camera bên kia nha. Ok mọi người. Thì giờ mình đã ra tới mấy lộ rồi. Người thấy này đứng phai mọi người thấy. Nè. Đường lộ. Hôm quay chỗ này có gặp ma không? Ok, bây giờ mình sẽ tắt camera chuyển vào trong nha mọi người.
Rồi thì giờ mình ngồi đây cũng khoảng một gian khá khá rồi, chắc có lẽ là đến lúc mình sẽ vô. Dạ. Ok, mình thấy camera lên chưa? Bây giờ mình sẽ tạm tắt camera này nha. Cửa này sao mà không biết gì vậy, không biết gì đang xảy ra luôn. Ok, giờ mình thổi cái cày nha. Cái cày sao? Cái cày nó ngã hả? Đàn cày này ba mọi người thấy nè, bốn cái đàn cày này cũng còn dài dài ha, mà sao thằng này còn cút xíu à, nè thấy không, năm thằng mà thằng này còn cũng ngắn, nó bốn đàn này còn dài dài mà.
Cái ly này có nước mà tưởng đâu là quay tưởng không có nước luôn. Đâu đổ bỏ. Thấy không? Ok, mình dọn dẹp nha mọi người. Ok cả nhà ơi. Thì ở đây mình thấy cái dĩa bánh hình như cái cửa sắt này hình như có gì nó có di chuyển hay sao, mình thấy nó như nó che phức đi cái tầm nhìn vào trong đó mọi người. Ok, chắc có lẽ mình kết thúc clip ở đây mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào clip gần nhất. Bye mọi người nha, bye mọi người.